Nói về sư Minh Tuệ thì xin nói rằng là ngài sư Minh Tuệ thì chắc có lẽ chúng ta không đủ tiêu chuẩn để phân tích. Dạ. Mà không đủ tiêu chuẩn để đánh giá. Mà không đủ tiêu chuẩn để nhận xét. Vì ngài là một bậc hình như là trời phú trời ban. Dạ. Trời ban mà xuất hiện tại Việt Nam, ui giời, một cái ốc ác nó nổi hết trơn, hình như là bị cảm hay sao là đây thì có gì thấy không? Dạ, nó gần mình. Coi như là hình như là Việt Nam mình có một cái phước, một cái phước là Phật Thánh Tiên Nay Đà xuất hiện mà khuyên con hiền phải ráng tu hành. Dạ, cách tu đơn giản là ăn chay, niệm Phật, làm lành, kết quả là lập bồi công đức, tội trừ nghiệp tiêu. Dạ. Nhưng mà cái câu sau cuối cùng 8 chữ là lập bồi công đức, tội trừ huệ khai. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thật sự là mình đã được 16 năm trở về núi rừng tu niệm. Dạ. Và vừa rồi thì mình cũng cảm nhận rằng là mình cảm thấy đủ rồi. Dạ. Nhưng mà ngược lại thì sư Minh Tuệ xuất hiện ra. Dạ. Thì mình chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ ràng sư Minh Tuệ xuất hiện ra, đó là một vị Phật sống. Dạ. Tôi bữa nay tôi dám khẳng định rằng, dám nói rõ rằng là vị là một vị Phật sống. Ngài là một vị Phật sống và xuất hiện tại Việt Nam mình. Mà Ngài cũng giống như là hạnh của Thái tử Tam Đa hồi xưa sau tu 6 năm. Yeah. Rồi đắc quả mới đi hoằng pháp 49 năm. Yeah. Yeah. Thì ngài cũng là 6 năm đi tu, cũng khổ hạnh, và cũng đã đi khắp miền đất nước Việt Nam của mình. Yeah. Là 3 lần. Đặc biệt một điều là ngài là tứ đại gia không. Yeah. Không nhà, không cửa, không đất, không đai, không ruộng, không vườn, không vợ, không con, không xe, không cột. Yeah. Thì như vậy là tứ đại gia không là Phật chứ còn gì nữa. Yeah. Mà đặc biệt có cái là ngài trước đây thì không nói, nhưng mới xuất hiện vừa rồi là trong cái ngày gần ngày lễ Phật đản. Mà ngài xuất hiện ra sau khi lễ Phật đản xong thì ngài quán bóng. Vị Phật này là gì? Là ngài không có tham sân si. Ngài bỏ tất cả, ngài không cần gì cả. Ngài chỉ cần một bữa cơm một ngày mà ăn một bữa trưa thôi, bữa ngọ thôi. Yeah. Rồi lại thêm cái nữa gì? Ngài tự xin ăn. Tự xin ăn nha. Dạ. Ngài không bao giờ nhận bất cứ của ai cái gì ngài ăn. Dạ, mong Phật. Nhưng mà ngài đến đâu ngài xin là ngài ăn liền. Dạ. À, nói như vậy thì chắc có lẽ là đồng bào mình cũng có hiểu nhiều rồi. À, trong clip đã quay lên và nhiều người thấy rồi thì tự nhận xét được, biết được, hiểu được sư Minh Tuệ là ai. Kể cả sư Minh Tuệ không phải là xuất hiện mà được Việt Nam mình tôn kính, nhưng mà cả thế giới hiện giờ đang tôn kính. À, nước ngoài, các nước đang tôn kính rồi đang tôn thờ. Và các nước ở nước ngoài cũng nhận xét rằng sư Minh Tuệ là một vị Phật, một vị Phật sống xuất hiện tại Việt Nam. Yeah. Đơn giản một điều thôi là thí dụ mình có người nào cao sang, quyền quý, giàu sang, phú quý, nhưng mà không đi tới đâu mà không có ai lại hết. Còn ngài là đi tới đâu cũng có người lại, đi tới đâu cũng có người thỉnh, người chào, người đơn, người kính mến. Dạ. Đi vô cái câu của Đức Thầy nói là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xạ hương khắp chốn. Hay không? Dạ. Đức Thầy nói mà diễn tả mà trước giờ chưa có, phải không? Bây giờ, dạ, bây giờ hiện ra phải không? Ta bây giờ tu niệm tầm thường thì cái pháp tu của ngài Minh Tuệ rất tầm thường. À, một người ăn xin là tầm thường nhất rồi. Ngài chỉ mới có lộ diện ra có hai mấy ngày thôi. Dạ. Mà quá sức tưởng tượng, không? Quá sức tưởng tượng luôn. Thì sao danh thệ sự hương cấp chốn, thì giờ ông Minh Tuệ, sư Minh Tuệ là một bậc gọi là không có nói thánh nhân nữa. Mà còn nhiều người nói là vừa rồi xong đàng hoàng là sư Minh Tuệ vào để ẩn tu. Ngài tu gì nữa, ngài đã đạt rồi. Dạ. Không đạt gì đâu. Vừa rồi ngài đi là đi hoằng pháp, độ chúng, độ sanh, độ cho tất cả mọi người, kể cả là người sống và người chết. Dạ. À, ngày đi ngày độ, ngày tạo vị Phật rồi còn gì nữa đâu. Nếu mà sư Minh Tuệ chưa vắng bóng ha, hiện giờ sư Minh Tuệ vậy vẫn còn như vậy thì sư Minh Tuệ rất bình an và rất được chăm sóc rất chu đáo. Thì nói như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được là ai là người chăm sóc chu đáo. Dạ. Nếu trường hợp chuyến vừa rồi mà không
Sư Minh Tuệ mà không ẩn đó, không dừng lại đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra tới ngày hôm nay? Trong khi có khi cả 90.000 người đến với ngài, rồi cái đoàn, các đoàn tăng ni, các đoàn ở nước ngoài và Việt Nam mình, rồi không lẽ ra gặp ngài dục đường và lại mấy ngàn người lại sao? Nó mất trật tự, mất hỗn loạn, thì sẽ ảnh hưởng cho cái trật tự an ninh của mình và văn hóa của mình nó không thể hiện hay lắm. Thành ra là tôi tin chắc rằng sau này nếu trường hợp Sư Minh Tuệ còn, Sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện ra với một hình khác, một hình tướng khác, là Sư Minh Tuệ sẽ có một điểm nào đó để cho mọi người đến đây chiêm bái, cúng lại, kính lễ, thì nó phải nghiêm trang đàng hoàng, nghiêm trang, và đồng thời là gì, là có sự sắp xếp hẳn hoi. Chẳng hạn như nếu trường hợp mà nước ngoài muốn về Việt Nam mình để kính lễ Sư Minh Tuệ thì phải đặt vé máy bay đàng hoàng nha. Rồi về nhà đây là phải có khách sạn ngủ đàng hoàng nha, bảo vệ mà. Rồi ăn uống cũng phải có đàng hoàng hết. Rồi đi viếng Sư Minh Tuệ là coi như hồi đó là du lịch nó vui vẻ này kia, không cảnh đâu, còn là du lịch tâm linh, mà du lịch để tìm Phật, để kính Phật, thì như vậy thì nhà nước chúng ta sẽ đứng ra tổ chức và làm chuyện đó. Tôi bảo đảm chuyện hôm đó sẽ đây. Thế là ngài xuất hiện trong vòng một tháng vừa rồi đó, là vô ngài Phật Đản, lễ Phật Đản, và sau khi ngài tạm dừng lại thì sớm chép sấm chớp nổ ra, và đồng thời cây bồ đề cũng ngã xuống, là có thể nói là người tính không bằng trời tính, là thiên tính, thì ông trời đã cảnh báo, đã cho chúng ta biết được đây là một điểm sấm chớp sáng, tia sáng giống như là hào quang đi, mà nói tia sáng giống như hào quang là báo động là Việt Nam chúng ta đã có Phật Gia Lâm, không? Phật quá thân xuống đây, và đồng thời cây bồ đề ngã xuống là tại sao cây khác không ngã mà cây bồ đề, là cây bồ đề là vị Phật Thích Ca Thái Tử Ta Đa tu đó, tu cây bồ đề mà đắc quả. Thì rõ ràng tại sao hai cái này nó trùng khớp mà nó ăn ý dữ vậy, tại sao cây gì không ngã mà cây bồ đề, mà cây bồ đề 300 năm dễ gì ngã mà tại sao lại ngã? Cái này coi như là điềm báo bằng tia chớp, bằng cái bồ đề để chứng minh rằng Phật xuất hiện tại Việt Nam, mà người đó là chính là Sư Minh Tuệ, và tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Trước đây thì tôi chưa có cảm nhận được, nhưng đêm hồi hôm này từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, sau khi là bên em Lâm An Giang đó hỏi tôi về cái bằng chứng của Sư Minh Tuệ, thì mình nói cái chuyện này không phải dẫn chơi, không thể nói được, vì mình không thể nào, mình không có bằng Sư Minh Tuệ là gì cả, mình chưa đặt gót chân của ngài nữa, làm sao mà mình dám nhận xét để mình xin phép mình quán thiền, rồi bắt đầu mình định thiền, rồi mình hỏi trả lời sao. Thì thật sự đi mà hôm này thì chỉ cho biết là Sư Minh Tuệ là người Phật sống xuất hiện tại Việt Nam, còn việc đó không được phép bàn cãi. Hình nào ai nhận gì thì thấy cái nấy, đừng có để coi như là mình photoshop quá, coi như là mình nói quá nó không nên. Mà còn nếu trường hợp người nào muốn biết rõ, tôi có điện thoại cho tôi sẽ phân tích nói rõ từ lý từ tí, nhưng cấm ghi âm, vì cái này là thiên cơ bất khả lộ, ông trời không có cho nói chỗ đó, mà nói chỗ đó là coi chừng. Mà mình nói cái rõ đó ra thì chẳng khác nào là mình hại Sư Minh Tuệ đó. Mình hại Sư Minh Tuệ rõ ràng. Thí dụ mình con Phật phải bảo vệ Phật, con Phật mà đi hại, mà đừng phân tích đó làm gì, không phân tích, ai coi thấy nó hiểu.